Đây rõ ràng là một trận đấu không thể bỏ qua ở vòng đấu thứ 12 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia, và lúc này đang chứng kiến một cuộc đua hết sức gay cấn đến ngôi vị nhất bảng đấu. Chúng ta cùng đến với đội hình xuất phát của hai đội ở trận đấu ngày hôm nay như sau. Bên phía đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, còn đây là đội hình xuất phát của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Trên mảnh là ông Alan Tapuic. Ở trận đấu ngày hôm nay, do huấn luyện viên trưởng Luko Petrovic vẫn đang bị án cấm chỉ đạo 2 trận, nên ông Alan Tapuic, trợ lý huấn luyện trưởng của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, sẽ là người chỉ đạo chính ở trận đấu này. Việc MVP không được thi đấu ở trận đấu ngày hôm nay là một tổn thất rất lớn, đặc biệt với một bóng có hàng phòng ngự không được đánh giá cao như câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và để che lấp điều này thì hôm nay huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã kéo Đông Triều và cả Idekuchi về chơi cặp trung vệ, và thậm chí là hôm nay Hoàng Anh Gia Lai sẽ đá với một đội hình thiên về phòng ngự với 5 cầu thủ hậu vệ. Đây cũng có thể coi là một sự tôn trọng dành cho đối thủ FLC Thanh Hóa, vốn sở hữu một hàng tấn công rất mạnh ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những pha bóng đầu tiên. Lúc này thì bóng đang trong chân đội khách FLC Thanh Hóa. Một pha cắt bóng rất tỉnh táo của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, người đã từng có pha cắt bóng vừa rồi là Châu Ngọc Quang. Triệu Việt Hưng, hôm nay thì Triệu Việt Hưng và Châu Ngọc Quang sẽ đá tình cặp tiền vệ trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai. Vũ Văn Thanh như thường lệ vẫn chơi bên cánh trái. Hôm nay Hoàng Anh Gia Lai chơi với 3 trung vệ và 2 cầu thủ đá cánh ở hàng phòng ngự. Quả đá phạt dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Pha vào bóng là của Thế Dương. Thế Dương và Văn Bình là cặp tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa ở trận này. Một trận đấu mà đội khách gặp tổn thất rất lớn. Họ không có sự phù của Ngô Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng. Và trước trận đấu này, cả trung vệ Đinh Tiến Thành cũng đã gia nhập danh sách chấn thương của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Và đặc biệt là tổn thất đến từ băng ghế chỉ đạo khi huấn luyện trưởng Luko Petrovic vẫn đang phải nhận án phạt cấm chỉ đạo từ phía ban tổ chức giải. Tỷ số là 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Ngay từ những phút đầu tiên thì Công Vượng đã vẽ nên một đường cong bay thẳng vào khung thành của FLC Thanh Hóa từ chấm đá phạt. Một bàn thắng tươi đẹp. Và đây là pha lập công chắc hẳn khiến chúng ta nhớ lại bàn thắng mà Công Vượng đã ghi được ở kỳ SEA Games 28, cũng từ một tình huống đá phạt như thế này. Pha treo bóng vào góc cao, không cho thủ môn Nguyễn Thanh Thắng một cơ hội nào. Một sự khởi đầu tuyệt vời đối với đội chủ nhà. Đông Triều. Sai lầm của thủ môn Nguyễn Thanh Thắng. Tuy nhiên có lẽ bàn thắng không được công nhận vì cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã dùng tay chơi bóng trước khi đưa bóng vào lưới. Đã có thẻ vàng dành cho A Hoàng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Thẻ vàng là xứng đáng dành cho A Hoàng. Nguyễn Văn Ba Kèn. Thì sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội chủ nhà ở trận đấu này là trung vệ người Mỹ Movife. Với một đội bóng có hàng phòng ngự không đánh giá cao như câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì việc vắng mặt Movife là một tổn thất vô cùng lớn. Tăng Tiến. Ngoài sự vắng mặt của những cầu thủ ngôi sao trong đội hình của hai đội mà chúng ta đang theo dõi ngày hôm nay, hôm nay còn thiếu vắng rất nhiều những cầu thủ khác. Bàn thắng của Pio Mafaye không được công nhận. Chỉ trong vòng ít phút, bóng đã được đưa vào lưới của cả hai đội, nhưng đó đều là những pha làm bàn không hợp lệ. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trợ lý trọng tài đã bắt việc vì với đội trưởng của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa.
Văn Thành. Một đường chuyền rất mạo hiểm của Văn Thành vào phía trong, bóng đến đúng chân của Uche. Đường chuyền sai địa chỉ của Văn Thành khiến đồng đội của anh gặp nhiều khó khăn và buộc phải phạm lỗi với Uche. Một quả đá phạt cho đội khách FC Thanh Hóa. Với một đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi như câu lạc bộ FC Thanh Hóa thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai cần phải hạn chế những sai lầm như đường chuyền vừa rồi của Văn Thành. Rất may cho Hoàng Gia Lai là cú đánh đầu vừa rồi của Lê Văn Hiếu bóng đi đúng vị trí của Tô Vinh Lợi. Công Phượng, trọng tài đã cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hưởng phép lợi thế. Trên màn là ông Luko Petrovic, huấn luyện trưởng của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, người đang phải chịu án cấm chỉ đạo trận đấu cuối. Một tình huống mà cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai khi cản phá bóng đã dùng tay chơi bóng. Đó là Tăng Tiến kèm rất sát Uche ở tình huống này. Đây sẽ là một thử thách thực sự với thủ môn Tô Vinh Lợi, người đang có trận đấu gặp lại đội bóng cũ. Dứt điểm. Cú đá không chính xác của đội trưởng Papeoma. Đó là một pha bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Sau khi Papeoma dứt điểm không chính xác thì Uche tỏ vẻ rất thất vọng. Anh cũng là người đứng trước bóng ở tình huống này. Những phút đầu qua thì câu lạc bộ FC Thanh Hóa đang tạm thời là đội bóng nắm giữ thế trận. Bóng đã chạm Nguyễn Tăng Tiến trước khi đi hết đường biên ngang. Thêm một quả phạt góc nữa cho câu lạc bộ FC Thanh Hóa. Một tình huống mà Hồng Duy đã đứng lót để đánh đầu cản phá. Vẫn đang là đội khách. Trần Đình Đồng. Pha phối hợp giữa Đình Đồng và Xuân Cường. Đánh đầu, không vào. Pha kết thúc quen thuộc của Uche và một pha đổ người bắt bóng rất đẹp mắt của Tô Vinh Lợi. Nhưng có lẽ trước khi Uche bật cao dứt điểm thì cầu thủ này đã bị trọng tài thổi phạt. Hồng Duy đã di chuyển sang cánh phải. Không có lỗi của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là Trương Ngọc Quang rất tốc độ. Đã có lỗi từ phía sau của Thế Dương. Thêm một quả phạt cho Hoàng Anh Gia Lai. Lần này thì vị trí đặt bóng sẽ gần hơn cú đá phạt cách đây ít phút của Công Phượng. Trên sân lúc này, một cầu thủ của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa đang bị đau. Hồng Duy chạy đà. Công Phượng. Cú đá chạm hàng rào của FLC Thanh Hóa. Cú đá của A Hoàng tiếp theo. Đây là Triệu Việt Hưng. Nguyễn Phong Hồng Duy. Và khống chế không tốt của Công Phượng. Nhưng vẫn là Công Phượng. Bé hơn Nguyễn Phong Bắc Ken rất nhiều nhưng Công Phượng vẫn là người khống chế bóng ở tình huống vừa rồi. Ngay sau đó thì cơ hội đã đến với Văn Toàn sau pha chọc khe của Công Phượng. Để khiến cầu thủ mang áo số 9
không thể có một pha dứt điểm cụ thành của Nguyễn Thành Thắng. Pha phá bóng lên của Đông Triều. Công Phượng, Văn Toàn đang di chuyển, đường chuyền rất hay cho Văn Toàn, có thể dứt điểm. Văn Toàn rất lăn léo, vẫn là Văn Toàn đưa bóng vào, không vào. Sẽ chỉ có một quả phạt góc cho Hoàng Anh Gia Lai. Khung thành của câu lạc bộ FC Thanh Hóa tiếp tục chịu một pha bóng sóng gió. Thủ thành Nguyễn Thành Thắng là người đã chạm tay vào bóng ở tình huống mà Văn Toàn nỗ lực đưa bóng vào phía trong sau khi đã làm khổ các hậu vệ của FC Thanh Hóa. Thế Dương, Xuân Cường, lỗi của Văn Thành. Trọng tài Trần Xuân Nguyện vừa rút thẻ vàng dành cho Văn Thành. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng cho cao thủ FC Thanh Hóa trong một trận đấu này. Bóng chắc chắn sẽ được rót vào đầu của Nguyễn Văn Băng Ken của Uche và Pape Oma. Đánh đầu, dứt điểm, không vào. Tô Vinh Lợi đã đấm bóng ra, một cầu thủ của FC Thanh Hóa đã tung ra cú vô lê. Và sau đó là một cú đánh gót nối, đưa bóng chạm cột dọc của Uche. Và tình huống vừa rồi cũng đã khép lại hiệp một trận đấu rất sôi nổi giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và FC Thanh Hóa, với kết quả là đội chủ nhà đang tạm dẫn với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng đến từ chấm đá phạt ngay ở phút thứ hai của đội trưởng Công Phượng bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng mà Công Phượng ghi được ở trận đấu này rất giống với pha lập công mà anh ghi vào lưới đội tuyển U23 Malaysia ở SEA Games 28. Đó là bàn nâng tỷ số lên 4-0 trong chiến thắng 5-1 của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Malaysia trên đất Singapore. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Pape Oma, ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2 thì cơ hội đã đến với cao thủ FC Thanh Hóa. Vẫn là một tình huống phối hợp giữa hai tiền đạo ngoại Uche và Pape Oma. Nhưng FC Thanh Hóa là một đội bóng với rất nhiều cầu thủ ngôi sao và đầy bản lĩnh. Họ luôn biết cách làm thế nào để có thể thay đổi cục diện. Pha xử lý của Masaki Hidekuchi để ngăn cản Uche. Ngọc Hoàng, Hoàng Anh Gia Lai phản công. Văn Thành, vẫn là Văn Thành. Công Phượng, đường chuyền rất hay cho Nguyễn Phạm Hùng Duy, dứt điểm, hay không cho Hoàng Anh Gia Lai. Đầu của một hiệp đấu, một bàn thắng đến sau pha phối hợp rất hay giữa Công Phượng và Nguyễn Phong Hồng Duy. Một lần nữa các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai lại được hưởng niềm vui sớm. Đây mới chỉ là phút thứ 6 của hiệp thi đấu thứ hai và một lần nữa Hoàng Anh Gia Lai lại có bàn thắng, bàn thắng để nới rộng cách biệt lên 2-0. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Sau khi Hồng Duy sút tung lưới thủ môn Nguyễn Thành Thắng, các thủ FC Thanh Hóa đã phản ứng một điều gì đó. Có lẽ họ cho rằng bóng đã chạm tay Nguyễn Phong Hồng Duy, nhưng pha quay chậm không cho thấy điều đó. Đứng trước bóng là Mai Tiến Thành. Cơ hội
Trước khi Uche ghi bàn thì trọng tài đã căng cờ báo hiển thị. Lần thứ hai trong trận đấu này Uche sút tung lưới Hoàng Anh ra này, nhưng cả hai lần anh đều bị khước từ bàn thắng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đúng là Uche đã đứng dưới hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Bóng trước đó đã chạm đầu Nguyễn Văn Ba Khen. Văn Bình. Như vậy một lần nữa thì pha làm bàn của các thủ FLC Thanh Hóa lại không được trọng tài công nhận. Pha không chiến của Papeoma và anh đã có va chạm với thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Bên phía câu lạc bộ FLC Thanh Hóa có sự thay đổi cầu thủ. Lê Quốc Phương chuẩn bị được tung vào sân, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trung Ngọc Hoàng. Lỗi cản phá, lỗi cản người không bóng của Lê Bật Hiếu. Thêm một chiếc thẻ vàng nữa. Trận đấu giữa hai đội vẫn đang diễn ra với tốc độ cao và nhiều pha tranh cướp bóng quyết liệt. Cho đến lúc này trọng tài Trần Xuân Nguyện đã rút ra rất nhiều thẻ vàng dành cho cầu thủ hai bên. Kỹ thuật cá nhân tốt cùng với tốc độ của những cầu thủ ở tuyến trên bên phía Hoàng Anh Gia Lai đang khiến cho hàng phòng ngự của FLC Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy là đã có thẻ đỏ. Chiếc thẻ vàng thứ hai vừa được trọng tài Trần Xuân Nguyện rút ra dành cho A Hoàng bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Phút thứ 60. Và Hoàng Anh Gia Lai từ lúc này sẽ chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. 30 phút, thậm chí là hơn ở phía trước. Chắc chắn sẽ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Và đây là khoảng thời gian vẫn đủ để câu lạc bộ FLC Thanh Hóa có thể thực hiện một màn lội ngược dòng. Việc A Hoàng bị chốt quyền thi đấu chắc chắn sẽ khiến huấn luyện viên Vũ Tuấn phải có những sự điều chỉnh về mặt lối chơi và có thể cả nhân sự với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hành động không fair play đã khiến A Hoàng phải nhận thẻ vàng thứ hai. Nguyễn Tăng Tiến. Ngọc Quang. Phía trong là Văn Thanh. Tỷ số là 3-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Trong Ngọc Quang đã chơi bóng rất đồng đội ở tình huống này. Một bàn thắng dễ dàng của Văn Thanh. Ngay sau khi phải thi đấu thiếu người, Hoàng Anh Gia Lai đã bất ngờ có được bàn thắng thứ 3 để nới rộng thêm cách biệt. Trận đấu mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng đầy cảm xúc. Lúc này thì ở khu vực gần khu vực kỹ thuật của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa đang xảy ra tranh cãi. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Rất khó để xác định rằng một trong hai cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã việt vị chưa ở tình huống này.
cầu thủ ghi bàn là Văn Thành ở tình huống vừa rồi theo chúng tôi là chưa việt vị. Trương Ngọc Quang phát xuống ở tình huống trước đó là chưa thực sự rõ ràng. Ban huấn luyện của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa vẫn đang có những tranh cãi với tổ trọng tài điều khiển trận đấu về tình huống bóng vừa rồi. Trận đấu vẫn đang bị gián đoạn. Ông Luka Petrovic hôm nay phải ngồi trên khán đài nhưng chắc chắn là vẫn đưa ra những chỉ đạo từ phía sau với các cầu thủ của mình thông qua đội ngũ trợ lý. Như vậy là sau những phút hội ý và những tranh cãi, có vẻ như là bàn thắng vừa rồi của Vũ Văn Thành đã không được công nhận. Các trọng tài có lẽ đã xác định Trương Ngọc Quang ở thế việt vị trong tình huống thoát xuống trước khi thực hiện đường chuyền cho Vũ Văn Thành. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đây là pha thoát xuống của Trương Ngọc Quang. Ở góc máy quay này thì thật khó để nói điều gì. Trận đấu được tiếp tục trở lại và bàn thắng của Vũ Văn Thành không được công nhận. Và đua tốc độ giữa Papioma và Idekuchi. Thế Dượng đường chuyền đến vị trí của Uche và pha bóng hụt của Nguyễn Phạm Hồng Duy và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho cầu thủ FLC Thanh Hóa sau pha xử lý rất tốt của Uche. Hồng Duy là người đã mắc lỗi lớn nhất ở tình huống này. Như vậy là ít phút sau khi được thi đấu hơn người, FLC Thanh Hóa đã cụ thể hóa ưu thế với bàn rút ngắn tỷ số của Uche. Bây giờ thì cách biệt chỉ còn một bàn. Hồng Duy đã phá hụt bóng, tạo cơ hội cho Uche tung ra cú dứt điểm chéo góc. Đình Tùng, Bất Hiếu, Thế Dương. Một pha làm tường của Uche, cú dứt điểm. Tỷ số đã được gỡ hòa hai đều cho FLC Thanh Hóa sau pha xử lý rất hay của Lê Quốc Phương. Việc phải đi đấu thiếu người đã khiến cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không thể chống lại được sức ép quá lớn từ phía đội khách. Lợi thế dẫn hai bàn đã không còn nữa. Và phía trước Hoàng Anh Gia Lai vẫn là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đang chờ đợi họ. Trận đấu vẫn còn lại khoảng gần 20 phút nữa. Triệu Việt Hưng. Cục diện trận đấu đang thay đổi rất nhanh. Với tình thế trên sân lúc này thì có lẽ với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, việc giữ lại được một điểm cũng đã là thành công. Và pha bóng của Đông Triều. Vẫn trong sân. Công Phượng làm gì? Một pha cản phá
xứng đáng phải nhận thẻ của Nguyễn Van Vaken. Cơ hội cho Hoàng Anh Gia Lai. Đây thực sự là một cơ hội rất tốt dành cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhất. Đứng trước bóng còn có Văn Thành. Chắc chắn là sau bàn thua ở hiệp 1 thì lần này thủ môn Nguyễn Thành Thắng sẽ cảnh giác hơn với những cú đá phạt của Công Phượng. Công Phượng dứt điểm thẳng, không vào. Không tới được chân của Công Phượng. Lê Quốc Phượng. Hoàng Gia Lai phản công. Văn Toàn đối mặt. Văn Toàn như vậy là cơ hội đã trôi qua với Hoàng Anh Gia Lai. Xem lại cơ hội dành cho Văn Toàn và pha băng về cản phá của Mai Thế Thành. Mai Thế Thành đã có những hành vi cản phá có lẽ là không đúng luật với Văn Toàn ở trong tình huống này. Sau khi bóng rời khỏi chân Văn Toàn, sau khi Mai Thế Thành ngã thì cầu thủ này đã có những hành động để ngăn cản Văn Toàn tiếp cận với quả bóng. Câu lạc bộ LC Thanh Hóa được thi đấu hơn người trong khoảng 30 phút của trận đấu này. Tỷ số là 3-2 cho LC Thanh Hóa. Pha lập công của Uche, sai lầm của hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai. Một pha loại bỏ thủ môn Tô Vĩnh Lợi dễ dàng của Uche. Đây có thể, rất có thể sẽ là pha lập công quyết định của trận đấu này. Bàn thắng được ghi trong sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và cả trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của đội chủ nhà cũng đã chạy vào sân để đưa ra những phản đối của mình. Trận đấu hấp dẫn, kịch tính và cũng có rất nhiều pha bóng gây tranh cãi. Rất nhiều những quyết định của trọng tài ở trận đấu này khiến hai đội không phục và các cổ động viên trên sân cũng luôn có những phản ứng sau mỗi quyết định. Chúng ta cùng chờ xem quyết định cuối cùng của trọng tài là như thế nào. Sau pha bóng vừa rồi, pha bóng dẫn tới bàn thắng của Uche. Trọng tài Trần Xuân Nguyện đã chỉ tay về chấm giữa sân với quyết định công nhận bàn thắng của Uche. Chúng ta cùng một lần nữa xem lại pha quay chậm tình huống dẫn tới bàn thắng của Uche. Một pha bóng mà Uche đã băng xuống ở thế có lẽ không việt vị, nhưng một cầu thủ của câu lạc bộ LC Thanh Hóa đã thoát xuống trước khi Oma thực hiện đường truyền vừa rồi và đứng dưới hoàn toàn hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Những
tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Và có vẻ như các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không thi đấu nữa. Tuấn cũng đang tranh cãi rất gay gắt với trọng tài chính Trần Xuân Nguyện. Dẫn trước 0-2 và lúc này các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng để dẫn ngược đội chủ nhà. Rất nhiều những chai nước đã được các cổ động viên ném xuống sân. Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và FLC Thanh Hóa, trận cầu tâm điểm của vòng 12 giải vô địch quốc gia đã kết thúc. Kết quả cuối cùng, đội khách FLC Thanh Hóa một lần nữa giành chiến thắng ngay tại Pleiku trước Hoàng Anh Gia Lai. Họ giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-2 sau khi bị dẫn 0-2. Một trận đấu hấp dẫn từ đầu tới cuối và rất kịch tính, nhưng cũng có rất nhiều những tranh cãi đã xảy ra với những quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Lúc này thì Công Phượng và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang đưa ra những lời giải thích với tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, đặc biệt là về tình huống dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 3-2 và ấn định tỷ số cho đội khách của tiền đạo Uche ở những phút cuối. Sự tiếc nuối cũng hiện rõ trên gương mặt của những cổ động viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng của mình trắng tay sau khi đã có 2 bàn dẫn trước trong trận đấu này. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những vòng đấu tới của giải bóng đá vô địch quốc gia được tường thuật trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Audio Jungle.